Bên này là khói này các bạn này, cô để cái bếp than bên này nên là nó đen y như là mình hong hộp nếp với các bạn ạ. Nấu này lâu không cô? Lâu lắm. Mấy tiếng để ra. Bởi vậy ít có ai bán cái này. Đậu xanh này là cô xay nó khô á cô ha. À, cô hấp xong cô giã ra. Hấp rồi giã. Mình cứ trộn đậu xanh với bắp lại như này. Lâu lâu mà mình gặp cái gánh xôi mà gánh truyền thống lại còn có cả lá chuối nữa, mình thích lắm các bạn ạ. Nếu mà không như này là 15 ngàn đây. Thơm quá các bạn ơi. Đấy, còn cái góc tư đùi này. Thơm quá, thêm xíu nước tương nó thơm quá. Đấy. Mà thử một miếng xôi trước nha. Mời cả nhà nha. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã ba đường Sương Nguyệt Anh và đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1 các bạn. Bây giờ đang là 1 rưỡi chiều ở Sài Gòn các bạn ạ. Và hôm nay mình và Diễm đang đi ngang đây thì mình thấy có một cô bán xôi các bạn ạ. Cô này thì cũng bán rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình cùng với tất cả các bạn ghé vào để ăn. Đó là cái món xôi bắp lòng gà trứng non các bạn ạ. Và mình vừa mới lên trên mạng search thì mình được biết cô cũng bán khá là lâu ở đây rồi, cũng phải hơn 30 năm rồi các bạn ạ. Mình nghĩ đây sẽ là một gánh xôi rất là đặc biệt nên là mình sẽ quyết định cùng với tất cả các bạn vào để khám phá xem gánh xôi bắp lòng gà trứng non này có hương vị như nào nha các bạn. Xin chào bạn Diễm. Chào các bạn. Thì phải nói là cô là Diễm đã có dịp ăn thử rồi và Diễm quay cách đây cũng phải một năm á. Bạn Diễm quay trên kênh Phan Diễm Vlog đúng không? Đúng rồi. Thì lúc đó thì Diễm lại chưa có ăn cái xôi bắp mà là ăn cái xôi nếp á. Nhưng mà cô là bán ở đây rất là lâu năm rồi và có những người họ ăn là từ thở con bé. Nói chung là hôm nay mình sẽ quay lại đây để cùng mọi người khám phá cái hương vị xôi gà và đặc biệt là cái xôi mà làm bằng hạt bắp nữa nha. Bình thường là cô ra là chuẩn bị bán lúc 2 giờ chiều. Bây giờ mới 1 rưỡi à? Nhưng mà là cô đang chuẩn bị này, mình thấy là cô chuẩn bị nhóm than này kia để làm cho nóng thôi á. Đây, bây giờ mình gặp cô đi. Cô có cái gánh cũng rất là truyền thống này các bạn này. Con chào cô. Cô bán cái món này là xôi bắp lòng gà trứng non đúng không cô? Ai thích ăn xôi bắp thì ăn, ai thích ăn xôi nếp thì ăn. Có xôi nếp luôn đúng không cô? Xôi nếp là xôi là bên này. Người nào thích ăn nếp thì ăn. Đây là xôi nếp này, còn cái xôi bắp là cô đang để bên này đúng không cô? Đúng rồi, bắp là bắp đây, bắp. Dạ. Có thấy là cô đang chuẩn bị nhóm bếp đó không cô? Đúng rồi. Bây giờ là cô đang chuẩn bị nhóm bếp thôi. Mình nhóm bếp là để mình nấu cái gì cô? Bếp là cô để thao bắp này lên. Để cái thao bắp lên nữa. Đây này. Bây giờ là cô mới đang chuẩn bị các bạn ơi. Lần trước mà con ghé mình cũng có từng ghé để quay giới thiệu cho các bạn, lúc đó là cô khách là cùng cô làm không kịp luôn á. Đông lắm mà toàn là khách quen rồi, kiểu là tới là biết cô biết. Ra là cô bán lại thì những người ta ăn quen rồi người ta cũng ghé. Dạ. Thì cũng bán lai rai. Mấy ngày này khó khăn không cô? Bán ít nha cô. Thì mình bán bớt lại một tí. Lúc trước ví dụ như mình bán nhiều thì mình lời nhiều chút, thì bây giờ mình bán bớt lại thì mình lời ít lại chút. Thì kiếm cơm sắp qua ngày. Kiểu ông thích Quảng Đức nè. Em từ Nguyễn Đình Chiểu. Cô ơi, có hỏi gánh này chắc cũng lâu lắm hả cô hả? Cái gánh này lâu năm con thấy không, con cột lên cột tới cột luôn. Cô sợ nó đứt đúng không con? Thì đây nè. Mấy nhóm bếp đó nè. Cái này là cô phải cột cái này lại này. Cặp giống này cũng có duyên với cô lắm á. Người ta đóng phim xong rồi người ta không đóng được hết quay, em đó đem ra trò tới giờ, xài tới giờ luôn. Là bao nhiêu năm cô? Lâu lắm à. Còn đến vài chục năm cô? Cũng lâu lắm rồi đó. Rất là nãy giờ mình cứ thắc mắc là tại sao một bên gánh nó lại đen và một bên gánh nó lại trắng. Nhóm bếp. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là bên này là khói này các bạn này, cô để cái bếp than bên này nên là nó đen y như là mình hong trên ở quê vậy á, mình gác bếp á. Thì ra là cái khói than. Còn bên kia là nó không có cái gì hết á, nên là nó còn vàng còn đẹp. Nhưng mà các bạn thấy hay không? Lá chuối nè. Và có lẽ là cũng hiếm khi mà các bạn bây giờ xôi á, người ta hay để trên cái xe hết rồi. Bạn ít đi tìm thấy một cái gánh rất là truyền thống, cô đội nón lá và có cả gói xôi bằng có lá chuối nữa nè. Cô xôi bắp người ta thích gói lá chuối. Dạ. Đây là bắp nếp hả cô? Bắp nếp. Bắp nếp này. Đó. Để mình coi nha. Ủa, tức là chỉ là mình bắp thôi hả cô? Bắp không. Con nghe nói là
xôi bắp lòng gà trứng non thì con nghĩ là trong này sẽ là nếp, gạo nếp rồi bắp mình trộn rồi mình đồ lên. Nhưng mà cái này có mình bắp không à? Cái này bắp không cơ. Dạ. Cái này là bắp nếp á. Bắp nếp á các bạn ạ. Nấu này lâu không cô? Lâu lắm. Mấy tiếng để ra. Bởi vậy ít có ai bán cái này. Dạ. Cái này 6 giờ sáng mà cô bắt lên á là cũng phải hơn 10 giờ, 10 giờ mấy là phải 4 tiếng. 4 tiếng hầm cái này. Cái này hầm lâu lắm bởi vì con thấy nó cực quá nên ít có người bán lắm. Dạ. Đậu xanh. À, bỏ ở đây. Nhìn hay đó. Đậu xanh này là cô xay nó khô khô á cô ha. À, cô hấp xong cô giã ra. Hấp rồi giã. Tay luôn không? Đúng rồi. À, cái này là cái sự liên tưởng của mình thôi nhé các bạn. Mình cảm giác hơi giống cái món mèn mén ở trên Tây Bắc á. Anh Hải từng dẫn mình đi ăn á. Tức là ngô xay á. Thì đây là cái món đậu xanh cô hấp rồi cô giã ra. Nhìn nó cũng hơi giống mèn mén các bạn ạ. Hộp này là bao nhiêu tiền cô nhỉ? 20. Xôi gà xé. Chú để con gửi tiền cho chú ạ, để con mời chú hộp này. Để con gửi tiền cho con mời chú. Dạ dạ dạ, để con mời chú đi. Có đùi có cánh đàng hoàng. Dạ. Cô bán gà con nguyên con. Mỗi ngày là mình bán một con gà hay là nhiều hơn cô? Hai con. Hai con, bốn cái đùi, bốn cái cánh. Chắc là hôm nay mình sẽ mua một hộp mà có đùi này và một hộp là lòng gà rồi gà xé này kia cô. Cô cho con hai hộp như vậy nha. Dạ. Đó. Không mình cứ trộn đậu xanh với bắp lại như này. Ừ. Rồi mình có để như này là bỏ gà xé vào là ăn thôi hả cô? Đúng rồi, các em đó. Xôi của cô quen lắm, em đó qua lấy cái hơi đậu đây nè. Chuyên môn ăn bắp với lại gà lòng trứng này kia nổi. Chứ dạ. Không thích ăn nếp, có người ta lại thích ăn nếp, có người dạ. Ta ăn bắp. Bởi kêu một phần nếp, một phần bắp. Một phần nếp, một phần bắp. Khẩu vị nó khác nha. Dạ. Đấy. Xôi bắp đó các bạn, tức là chỉ bắp mình đồ lên với đậu xanh này, rồi lòng gà trứng non. Được. Ủa, mình còn cuộn cả giấy bên ngoài nữa hả cô? Đúng rồi. Cô kiếm được ra nhiều cái hóa đơn để cô cuộn ghê. Khách hàng ta cho. À, thay vì mình bọc báo thì cô bọc hóa đơn với lá chuối các bạn ạ. À, nếu mà ăn mặn là có tất mỡ mọi người. Con ăn thử tất mỡ của cô làm con giòn. Khách ta thích ăn lắm. Là 30 năm cô bán là cứ cuộn lá chuối từ đó giờ đúng không đúng cô? Đúng rồi. Bây giờ cô bán là có lá chuối á. Mà lá này phải phơi nữa. Cô nói phải người ta bỏ hộp nhưng không cô còn thích nữa. Khỏi cực. Cái này phải xé, phải lao cực lắm. Dạ. Xôi gà xé thì mắc hơn 5.000. Còn xôi bắp ngọt á thì chỉ có 15.000 một hộp thôi. Còn nếu mà ăn thêm lòng gà trứng non thì thêm tiền. Đúng rồi. Xôi nếp là đùi gà ăn nó mới ngon. Dạ. Đúng rồi hả cô? Đúng dạ rồi. Dạ. Còn xôi bắp á thì mới gà xé mới lòng. Đúng rồi. À dạ. Ở đây là cô có chuẩn bị khoảng 10 cái dĩa cô ha, cũng không nhiều đâu. Cái này là nước gà hả cô? Nước gà rôti á cô. Dạ. Đây là cái đùi gà đây. Gà ta cô ha? Cô bán gà ta, cô bán 3 cái gà mình. Một cái đùi đó là bao nhiêu tiền cô? Vậy với xôi là 50 có con. À, như này là 50. Thơm quá, thêm xíu nước tương nó thơm quá. Dạ. À. Đúng rồi, xôi gà là phải có cái mùi nước tương vậy á nó ngon. À, một phần 50.000 nha các bạn. Thơm quá. Đấy, lá chuối.
lâu lâu mà mình gặp mà cái gánh xôi mà gánh truyền thống lại còn có cả lá chuối nữa, mình thích lắm các bạn ạ. Nếu mà không như này là 15 ngàn đây. Cái này làm cho con thêm đầy đủ luôn. Lòng gà trứng non, gà xé. Cái mề này. Thơm quá, nó thơm nhẹ nhẹ thoảng qua các bạn ạ. Đấy, gan gà. Gan với tim. Gan tim. À, cả trứng non nữa nha cô. Trứng non cũng không có nhiều cô nhỉ. Cũng có mấy trái à? Thì đúng rồi. Có hai con gà. Có hai con gà. Không có nhiều đâu. Thơm quá các bạn ơi. Dĩa này là bao nhiêu tiền cô? 30 ngàn. 30 hay 50. Còn cái dĩa góc tư đùi này là 50. Cảm ơn cô nha. Bây giờ mình sẽ lại mình ăn thử xem hương vị như nào, rồi sau đó mình lại mình trò chuyện tiếp với cô. Bây giờ thì cô cũng mới bán thôi nên là khách tí nữa mới tới đông các bạn ạ. Cảm ơn cô. Nếu con lại tính tiền nha cô. Trước mặt các bạn là hai dĩa xôi, bên này là chỉ có xôi bắp không thôi nha các bạn, tức là bắp và đậu xanh là 30 ngàn, thêm lòng gà trứng non nữa. Nếu mà các bạn chỉ mua mình bắp không á là 15. Còn bên này là một cái dĩa xôi gà, một cái góc tư đùi gà là 50. Hai dĩa này tổng cộng là 80 ngàn. Tổng cộng là 80 ngàn và hai dĩa này thì chỉ giống nhau một điểm duy nhất là có gà thôi. Còn hai cái vị sẽ là khác nhau, một cái sẽ là bắp, đó, bắp và đậu xanh. Còn bên này sẽ là nếp, đó, nếp dẻo truyền thống. Thơm cực kỳ luôn. Đó, thì bây giờ trước tiên là mình sẽ ăn cái đùi gà trước đi các bạn ạ. Vì nhìn cái đùi gà ta có vẻ là rất là hấp dẫn luôn. Đây thì cô nói là cô không sử dụng gà công nghiệp, cô chỉ lấy gà ta thôi. Đó, hành phi này, một cái đùi gốc tư đùi gà khá là to. Đó, và cô á, cho cái cả cái nước sốt này, nước gà roti và cả xịt một xíu nước tương nữa. Nên là mình nghĩ nó sẽ rất là đậm đà. Đó, hành phi thì đang cảm giác là nó rất là giòn đây. Nhưng mà thử một miếng xôi trước nha. Mời cả nhà nha. Xôi cô nấu rất là khô dẻo dẻo và cái hạt xôi mình ăn rất là đậm đà, tại vì cô cho cả hai cái loại nước sốt luôn. Mọi người xem nè, ba điểm lửa sạch thì mình cầm đùi gà nha. Còn phần xôi khá là đầy đặn nha mọi người. Ăn xôi này thì no lâu lắm, và đặc biệt là thêm một cái đùi gà này nữa thì không có gì là không no. Chị nghĩ là nhiều bạn sẽ nói là 50 ngàn giá sẽ hơi cứng, nhưng mà thật sự là một cái đùi gà ta như thế này thì chị nghĩ là nó hợp lý các bạn ạ. Giờ mình cắn một miếng gà luôn nha. Mời cả nhà nha. Hôm nay với cái món xôi này thì bạn Diễm cứ thoải mái thưởng thức gần như là một mình đi. Mình chủ yếu là quay các bạn ơi. Tại vì ăn xôi mình quay hơi cũng hơi khó, nên là bạn Diễm ăn là chủ yếu. Dài quá. Ủa, cái da này mà mình ăn với miếng xôi ha. Thịt gà ta với cái thịt gà công nghiệp ăn nó khác nhau liền mọi người ạ. Đó, người ăn vô nó dai dai, nó ngọt thịt đó. Phải làm thêm một miếng xôi nữa. Chiều nay êm lắm. Chắc là mình sẽ ăn thử một miếng xôi xem như thế nào nha các bạn. Tại vì mình cảm giác là cái xôi cô nấu khô, nhưng mà bạn Diễm nói là khô nhưng mà ăn vào nó lại mềm mềm các bạn. Đây đây, ăn ngay miếng này là nó rất là đậm đà luôn á. Cái chỗ này tuy là không có gà nhưng mà nó lại có nước sốt của gà roti. Mời các bạn nha. Cái hạt xôi ấy nó mềm mềm dẻo dẻo. Mình ăn vào miệng á, nó lại thơm cái mùi nước sốt gà roti này, và thơm mạnh thêm một xíu nữa cái mùi của nước tương. Các ông Dũng không hiểu được cái cảm giác cái đùi gà này nó ngon thế nào đó. Thật sự luôn, cô làm cái hương vị gà mọi người,
nó dai nhẹ này, nó ngọt, mà cái thịt này là cô làm roti nhưng mà nó không có bị mặn, thịt gà nha. Nhìn rồi. Thì thôi nhưng mà không có bị mặn. Ăn với xôi là rất là vừa vặn luôn á. Ngay cả cái nước sốt gà roti á, nó không mặn thì chứng tỏ là cái gà nó sẽ vừa thôi. Hành phi cô làm cũng ngon nữa. Hôm nay mình ngồi ăn vỉa hè nhưng mà bạn Diễm lại có một cái góc ngồi phải nói là cực kỳ đẹp. Thì cảm ơn cô chú chủ nhà ở đây các bạn ạ. Trang trí phía trước nhà rất là dễ thương luôn. Mình nhờ anh Dũng cầm gì để mình bẻ gốc cây gà này ra nha. Ui chà, tới công chuyện luôn. Ăn cái đùi gà này là no rồi. Đây các bạn coi nè, gà này không có mỡ nha. Thơm nhờ. Da này rất là ngon. Ui chà. Cơ bắp nè. Rồi, mình xé ra để ăn với xôi nha. Ngại lắm. Mọi người đi đường cứ nhìn vào trong cái góc mà mình và Diễm ngồi các bạn. Một ngày có bán 2 con gà, vậy là sẽ có 4 cái miếng góc tư như này. Diễm thấy cái phần cánh cũng ngon lắm mọi người ạ. Nếu mà có dịp thì mọi người ăn cánh, nhưng mà cánh thì phải chịu khó nhai. Mình xin phép mà ăn chung với bạn Diễm miếng này đi. Mình tính thử ăn một miếng xôi thôi, nhưng mà cảm giác cái xôi này ngon quá các bạn ạ. Lại còn có thêm gà nữa. Bạn Diễm lại xé sẵn ra rồi. Vô. Mời các bạn nha. Ngon quá. Ngon ha. Nếu mà mình đang đói á, xôi thì ít khi mình ăn hết được một phần lắm, nhưng mà đối với cái xôi này này, cái vị nó cũng vừa phải, nó không có phải là ngán ngán đâu các bạn. Mình có thể ăn hết một dĩa xôi đùi gà như này, 50 ngàn. Mà xôi nó no lâu nữa. Ăn này xong làm ly trà đá hoặc ly cà phê sữa đá ha. Mọi người bây giờ đang trend uống trà dâu á, ăn hộp xôi này uống trà dâu cũng hợp lý. Nhưng mà mình vẫn phải tranh thủ để chừa một cái dĩa xôi kia nữa mọi người ạ. Cái xôi kia thì Diễm chưa từng được ăn. Cái này là xôi bắp đây các bạn ạ. Mình chờ bạn Diễm ăn xong miếng này cái mình chuyển qua món xôi bắp. Nó no bụng mất á. Nhưng mà công nhận là và lúc đầu lúc mà cô mới lấy cái xôi á, mình ủa sao xôi nó lại có vẻ khô như này, nhưng mà thực sự đây là cái gạo nếp ngon các bạn. Thì mình cảm giác là cái hạt gạo nó còn nguyên à, nhưng mà ăn vào nó lại mềm lại thơm tơi ra, không có bị khô cứng đâu mọi người ạ. Thơm quá. Cái này sẽ không có một hạt gạo nếp nhỉ các bạn, chỉ có bắp và đậu xanh đồ xay giã nhuyễn. Bình thường là trước đây Diễm từng ăn cái bắp, nhưng mà bắp ngọt thôi, chưa có ăn cái kiểu này bao giờ luôn á. Nếu mà cái món này cũng có hai cách ăn bà Diễm mà cô có chuẩn bị đường á, để ăn xôi bắp ngọt. Còn nếu mà các bạn thích thì ăn với lòng gà trứng non này thì lại thành xôi mặn. Đó, đây là những hạt bắp không có nếp trong này nha mọi người. Diễm cũng không biết là cô nấu thế nào, nhưng mà cô nói là nấu 4 tiếng để mới ra được một cái mẹt bắp như vậy. Thì mình phải ăn bằng tất cả sự trân trọng, công sức mà cô phải dành ra để tâm huyết làm món này. Thì không có nhiều nơi mà bán cái món này đâu. Diễm mời các bạn nha. Diễm ăn hết nửa dĩa xôi kia rồi, còn cái dĩa này có làm hết nửa dĩa được không? Thực ra là xôi của cô ngon, nhưng mà ăn như thế này là quá nhiều năng lượng rồi các bạn ạ. Đây, trong này là có một cái miếng mề này, và bắp và cái miếng gà xé. Rất là lạ. Hình như là cũng là lần đầu tiên mình ăn xôi bắp theo cái kiểu này các bạn. Trong này có nước sốt gà roti nữa nha các bạn. Mời các bạn nha. Cái này là cái hạt bắp này nè. Lạ hả? Rất là lạ. Cái hạt bắp thì mình ăn vào mình vẫn cảm nhận được cái vị thơm của hạt bắp nếp này. Nhưng mà mình sẽ cảm nhận được cái vị của đậu xanh và nước sốt gà roti của dưới lên.
cái hạt bắp nếp này nó cũng nhạt nhạt các bạn, nhưng mà cái nước sốt ở dưới vào nó vừa luôn. Không biết là anh Dũng ăn thì anh Dũng đánh giá anh thích cái nào hơn, nhưng mà Diễm thì Diễm cảm giác là mình thích cái thôi nếp với đùi gà gốc tư, và nếu mà cái thôi bắp này á thì Diễm nghĩ là lần sau quay lại Diễm sẽ ăn ngọt. Diễm thích hương vị bắp ngọt hơn, và thay vào đó là cái phần nếp dẻo này ăn với gốc tư gà hoặc là gà non, trứng gà non thì sẽ rất là ngon. Cái này lần đầu tiên mình ăn nên là cảm giác nó cũng lạ đúng không ạ? Chưa quen lắm. Chưa quen với cái vị của nó lắm. Dĩa này là 30 ngàn đó các bạn. Mời các bạn nha. Mình cảm giác là cái xôi nếp thì cái sốt đó, cái sốt xịt lên thì nó hài hòa hơn với cái hạt nếp đúng không? Thật ra là mình vui vì hiếm khi mà mình tìm được những món ăn mà nó dân dã, những món ăn mang đậm nét quê hương và cái sự mộc mạc á ở giữa Sài Gòn như thế này. Chắc là mình ăn xong miếng này nữa mình sẽ tạm gác hai cái dĩa này lại, mình gói mang về, mình lại mình trò chuyện với cô. Tại vì trời cũng sắp mưa các bạn ạ. Mấy hôm nay Sài Gòn mưa liên tục mọi người ạ. Có nhiều bạn cũng ở Sài Gòn chắc là cũng thắc mắc như mình á, tại sao trong khoảng hơn 10 ngày liên tiếp Sài Gòn chỉ mưa vào đúng cái giờ này thôi. Không hiểu luôn á. Mưa ngay cái giờ mình đi review thôi mọi người ạ. Nhưng mà bạn Diễm sau khi ăn xong thì cảm nhận là hai tô này, hai cái dĩa xôi này như thế nào? Diễm thấy ấn tượng mạnh hơn về cái xôi nếp đặc trưng, có thể là do là mình đã thích ăn cái kiểu xôi này nó quen rồi. Cái thứ hai thì là cái xôi bắp này á, Diễm nghĩ là nếu mà các bạn đến á mà không thích ăn gà thì hãy thử ăn xôi ngọt, chỉ 15 ngàn một phần thôi. Còn bạn nào thích ăn gà thì cứ kêu thêm, hương vị nó rất là riêng, không phải dễ dàng mà mình có thể mua được cái phần xôi này đâu. Phía trước mặt các bạn là cái góc ngã tư này là đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng 8 các bạn. Trên bầu trời thì mây đen đang kéo đến đấy các bạn ạ. Mình vừa mới ăn xôi xong. Đây. Cô có chai xịt cồn để mọi người ăn xong hoặc là tới nơi thì có thể cầm xịt luôn nhé các bạn. Xôi ngon quá cô ạ. Nhưng mà con cảm giác hơi lạ lạ với cái vị xôi này. Kiểu là lần đầu mình ăn kiểu này nó chưa quen lắm các bạn ạ. Mình vẫn thích cái xôi nếp hơn. Cô mới nói rằng là nhiều mỗi người mỗi ý thích, có người thích ăn ăn nếp, có người thích ăn bắp. Đây là cái hộp 15 ngàn đúng không cô? Đúng rồi. Đấy, xôi bắp không các bạn, xôi bắp ngọt đấy. Còn thêm nữa là 15 ngàn là gà xé trứng non nữa là 30. Cô ngồi ở cái góc ngã tư này là hơn 30 năm rồi hả cô? Hơn rồi. Là chỉ duy nhất cái chỗ này thôi, không đi đâu cả. Không đi đâu. Nào giờ cô ngồi có gốc cây này. Cô ở với cái gốc cây này đúng là 30 năm rồi các bạn ạ. Ngày nào cũng vào khoảng 1 giờ là cô ra. Cái này là cái mỡ cô tự thắng này. Cô bảo đặc biệt lắm. Nhà thắng luôn. Ăn tấm mỡ giòn giòn nó ngon lắm. Ủa xôi này là còn không hay là chỉ có bấy nhiêu thôi cô? Xôi nếp là chỉ có nhiêu đó thôi cả. Tức là mỗi thứ đều có một gọi là 2/3 cái thau thôi. Cô nói là lúc này dịch là cô bán bớt lại mà. Dạ. Làm sao mà bán như lúc trước được, con thấy đi. Bây giờ người ta không dám đi ra đường nữa. Dạ. Chỉ có khách quen ta, ta quen hương vị thôi. Ta lại ta mua và đem về thì có. Trước đây là mọi người ngồi ăn tại chỗ đông không cô? Đông chứ con. Dạ. Nhưng mà hầu như là người ta mua đem về nhiều à. Trời này con thấy mưa. Ủa cô ở đây không có dù che là mưa rồi cô ở đâu cô? Đi dù cô kìa. Cái dù này. Che lại con buộc lại. Cái dù này sao là đủ che cho cả cái gánh được. Sắp mưa nữa chứ. Mưa bán này cực. Bung ra được á, bung ra bự lắm á, che hết cái giống này luôn á. Ồ dạ. Đây gọi là cái giống hả mọi người? Cô gọi là cái giống hả cô? Giống. Gánh là cái này mới là gánh nè. Gánh nè. Còn cái này là hai là đôi giống nè. Đôi giống. Rồi. Hộp này là 30 đi cô ha. Đúng rồi. Cô quên để nó chuối rồi. Nãy cô quên.
vừa quay vừa hỏi cô quên lót lá chuối các bạn ạ, chứ hộp nào cô cũng lót lá chuối cả. 3 gói rưỡi. Trời ơi, từ bữa giờ khách quen hả cô? Khách quen thờ ơi, khách là... quen. Trời ơi chị, tao nói mấy bữa chị ngồi chị ngóng em hoài, nói sao giờ này mỗi lần á chiều chiều là em hay ghé lắm, mà xong từ bữa nay tới nay em alo vậy mà em nhà khỏe hết hả cưng? Nãy giờ cũng nói lót lá chuối nữa. Quên luôn. Trời ơi thiệt. Chào chị chút nha. Ủa học sinh đi học ở đâu vậy? À vậy hả, mũi 2 hay mũi 1? Ê ở nhà khỏe hết nè. Ờ giờ khỏe là mừng à. Chị hả ở nhà cũng khỏe hết á. Thành ra à, sau cái đại dịch mà có sức khỏe là mừng rồi cô nhờ. Nhỏ con gái con cô nó đâu có cho đi bán đâu, nó làm mình, nó làm trong bệnh viện á. À tức là khuyên cô ở nhà hả cô? Đúng rồi. Với lại cô có bệnh huyết áp tăng xong rồi này kia nọ, tim mạch đồ đó, bởi vậy bệnh của người lớn tuổi đó các bạn, nó không cho, nó không muốn cho cô đi bán. Đây là cái hạt xôi mà lúc nãy mình thấy, lần đầu thấy cô lấy ra khỏi cái nồi xôi ấy, mình cảm giác nó khô. Nhưng mà thực sự khi ăn vào các bạn cảm giác nó mềm, nó thơm lắm. Nó không hề khô một chút nào. Nó vẫn dẻo như thường. Dạ đúng rồi. Tức là cô lấy cái hạt nếp nó ngon đó cô nhỉ. Đây, còn cái góc tư đùi này. Trời ơi, khách có mặn đặc biệt quá vậy ta. Cái này khách quen phải làm đặc biệt cô nhỉ. Mình là lần đầu tiên được ăn ở đây các bạn ạ, nhưng mà rất là ấn tượng với cái vị xôi mặn. Còn bạn Diễm thì lần thứ hai được ăn rồi. Cô này là ăn ở đây bao nhiêu năm rồi cô? Ai? Cô đang mua này. Trời ơi, em ăn lâu lắm. Ăn từ hồi chưa lấy chồng. Giờ con lớn chị rồi đó. Vậy là có khi là ăn từ cái lúc cô mới bắt đầu ra đây bán đó chứ. Ăn nữa còn nước tía ở đây nè. Ờ. Nổi tiếng luôn á. À mà cái tiệm nước mía nghỉ rồi. Nó nước mía giờ ta cất nhà lầu, ta đâu có nghỉ bán rồi. Là chưa không biết là sau này nhà không biết nữa ta có bán đó, không thì mình không biết. Mỹ đen đó ha chị ha. Chàng Mỹ đen đi Mỹ rồi. Thì đó nó đi Mỹ rồi. Nhiều câu chuyện thú vị quá. Mấy mươi năm rồi. Mấy mươi năm rồi trời ơi. Thôi không? Không? Cũng vậy à, 15 ngàn cũng như hồi nào thôi. Chị bán cũng vậy à, không có lên giá gì hết. Chị mới nói trời ơi, không biết em có khỏe không này kia nọ. Mấy bữa chị chưa đi bán á, mà khách người ta gọi điện hoài à. Người ta nói không biết bà có làm sao không mà sao bà không đi bán. Kêu 3 gói rưỡi và thành 4 gói. Ờ, trời ơi, kêu 3 gói rưỡi thì bán tới 4 gói rồi. Để tử em á phải không? Nhỏ em á. Ờ. Học online được không? Ta lấy tiền lẻ để qua bắt tiền ăn sáng mà không chơi được chứ. Vui ghê mọi người đấy. Toàn là khách quen mấy chục năm cái là nói chuyện nghe dễ thương ghê luôn. Cô có tính tiền của con hả? Đùi 50, cái gì kia 30, 80, 80. Với lại mấy hộp mang về nữa? Ba cái này 90. Ba cái này 45. 90 với 135. Dạ 135 với cái hồi nãy 80. Cô phải tính nha, cô để bạn Diễm tính là dễ nhầm lắm ấy. 215 không cô? Đại mấy gói bắp. Một bắp một đôi. Quen biết tên con nhớ tên. Bán xè không xè. Xe ông Đao là Gia Long nè. Toàn khách quen rồi con. Khách quen mà. Nói chung ra bán mấy chục năm nay khách quen không à. Chị đang nhẩm lại tính tiền cho cô. Bạn Diễm vẫn chưa nhẩm là ra tổng bao nhiêu tiền hả? 215. 215 là gì tính đúng rồi đấy. Bạn Diễm hôm nay là nhẩm đúng hả? Bình thường bọn mình nhẩm hay bị nhầm lắm các bạn ạ.
ít khi mà mình nhẩm mà chuẩn chính xác 100% lắm, nên là mong các bạn thông cảm. Thì mình gửi cô tròn 300 đi. Cô bán lâu năm rồi, nói chung ra cái mình tính bao nhiêu gói nó từ nào giờ nó quen rồi. Tụi con bây giờ toàn là bấm điện thoại máy tính thôi. Nên là bên vậy như cô vốn mấy cái đó lắm á. Cô không có biết bấm mấy cái đó nữa đó. Nhưng mà cô tính nhẩm lại nhanh. Cô chỉ tính nhẩm thôi. Mình thì bấm máy tính nhanh nhưng mà tính nhẩm thì lại chậm. Còn cô tính nhẩm lại nhanh nhưng bấm máy tính lại chậm. Sắp mưa rồi các bạn ạ. À, cô ngồi đây tới khoảng mấy giờ là hết cô? Cô ngồi á, 5 giờ mấy, 6 giờ. Tức là từ khoảng 1 rưỡi đi, tới 5 giờ mấy, 6 giờ chiều. 4 chục. Rồi, mời anh. Thằng Lập nó trốn anh rồi, nãy nó mới đậu đây. Hồi nãy nó mới ngồi đó, nó đập về chai á. Thì nó đi rồi. Con cảm giác như là ai ở quanh đây cô biết hết cô nhỉ? Bán mấy chục năm rồi hồi xong đi. Gọi là nắm hết địa bàn này các bạn. Khách là quen nào giờ. Con ơi, xin phép con gửi tiền, con khỏi thói con ạ, con gửi 4 nước. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Con chúc cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục bán cái gánh xôi này tới thật là nhiều người hơn nữa. Chúc cô mạnh khỏe là cô mừng rồi. Dạ. Khỏe là quan trọng á. Tết nhất mấy con cháu á, nó lại để chúc sức khỏe cho bà mặt mạnh khỏe này kia nọ là mừng. Vậy là mừng nhất. Mà Tết cô có hay về quê miền Tây không? Có năm nay dịch cô đâu có đi đâu. Dạ. Chứ bình thường là vẫn về Tiền Giang không cô? Đi về chứ. Dạ. Người miền Tây chứ có bạn bà cha mẹ mà. Phải về chứ. Mình lên đây 30 năm rồi nhưng mà gọi là mọi thứ gốc gác quan trọng nhất của mình vẫn ở Gò Công. Là Tết mình vẫn phải về đó đúng không cô? À. Ai nói cô nói cái giọng cái người ta nói ủa cô miền Tây hả? Cái nói cô ở Gò Công. Hèn chi con nghe cái giọng nói cô là con biết cô miền Tây liền. Cô là căn miền Tây luôn. Dạ, cô cho con xin cái số điện thoại để ai có tới mua thì gọi. Đấy, trước đúng không cô? À bên này à. À à. Có cái bảng đây để con cầm cho cô ạ. Đây. Bạn nào mà cần cái gì thì gọi cô Lệ qua cái số này nhé các bạn. Còn không thì mình cứ tới ngã tư đường Sương Nguyệt Anh và đường Cách Mạng tháng 8. Cô bán ở đây từ 1:30 chiều cho tới khoảng 5-6 giờ chiều nhé các bạn. Cảm ơn cô. Phải nói là một cái gánh xôi rất là đặc biệt ở Sài Gòn luôn. Và Diễm nghĩ là nếu mà có dịp và yêu thích cái món này thì các bạn phải nhất định phải đến thử. Giá thì nó đúng rồi, khá là đặc biệt đó cô ạ. Cho nên là cô phải giữ sức khỏe để mà mọi người tới còn được thưởng thức nha cô. Đúng rồi, ai cũng nói dáng giữ sức khỏe nha, dáng giữ sức khỏe nha. Người ta nói vậy thôi. Dạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Đó, 30 năm rồi, hơn 30 năm rồi cô Lệ chỉ ngồi đúng cái gốc cây này thôi các bạn ạ. Không hề có một hàng quán xe đẩy hay bất kỳ một cái gì ngoài cái gánh này với cô thôi. Mới ban đầu vô thì cái cảm giác mình sẽ thấy cô là hơi khó tính một xíu nha, nhưng mà không phải vậy nha mọi người, cô cực kỳ là dễ thương, cô rất là vui vẻ luôn. Cho nên là Diễm nghĩ rằng nếu mà bạn nào yêu thích xôi thì ủng hộ cô. Xôi truyền thống đấy. Mà đặc biệt là ví dụ như là mình có tiệc tùng hết hoặc là đám gì mà cần xôi cho cái món xôi thì có thể đặt cô, đặt gọi trước cho cô để mà cô làm luôn. Nó là hương vị rất là tuyệt vời và mình thích cái phong cách là kiểu xưa và nó gần gũi như thế này. Đó. Bây giờ thì mình cũng xin được phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video tiếp theo của mình nha.